Hello, xin chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em làm việc trên Excel một số cách phổ biến để đánh số thứ tự. Thì ở đây sẽ có một số cách như thế này. Đầu tiên là chúng ta sử dụng free handle, tức là mình sẽ gõ số 1 vào đầu tiên, sau đó chúng ta đưa con chỏ chuột vào góc phải dưới cùng của cái ổ đó. Mình sẽ nhấp đúp thì Excel nó sẽ tự động đánh số thứ tự chúng ta, nhưng chúng ta sẽ chọn tiếp tục là Field Series. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hàng, một cái cột được đánh số thứ tự tự động từ 1 cho đến hàng cuối cùng. Cách thứ hai là ngoài cái cách này thì mình cũng có thể sử dụng công thức. Đầu tiên là mình gõ số 1 vào đầu tiên, sau đó chúng ta sử dụng công thức A2 cộng 1, tức là mình cộng thêm một đơn vị vào cái ô kế tiếp trong cùng một cột đó thì nó sẽ ra số thứ tự là 2, cho nên chúng ta copy công thức thì Excel nó cũng sẽ tự động đánh số thứ tự cho chúng ta. Thì những cái cách này là những cách thông dụng, bất kỳ những anh em nào hay xài Excel đều biết. Thêm một cách nữa tôi thấy cũng khá là hay, đó là mình sẽ sử dụng cái lệnh là Field Series ở trong Excel. Thì đầu tiên mình cũng gõ số 1 vào đầu tiên, sau đó mình chọn lại cái ô mà có số 1 đó, mình vào tab Home, vào Field, vào Series. Ở đây thì nó có tùy chọn là Row và Column. Row thì mình sẽ đánh số hàng ngang, còn Column thì mình sẽ đánh số hàng dọc. Thế nên mình chọn Column tại vì nó sẽ phổ biến hơn. Step Value là mình chọn số 1, Stop Value là cái số kết thúc. Ví dụ như mình muốn đánh số từ 1 tới 100, 1000 đi, thì mình sẽ chọn cái này 1000. Excel nó sẽ tự động đánh số cho mình từ 1 đến 1000. Đó, anh em có thể thấy ở cột A này, từ 1 tới 1000. Rất là đơn giản. Rồi, mình sẽ có thêm một cách nữa là mình sẽ sử dụng hàm Row. Hàm Row này thì mình sẽ viết như thế này. If, nếu như cái ô B2 này nó có dữ liệu, nó không có dữ liệu thì nó sẽ không có gì hết, không có gì hết. Còn nếu mà nó có dữ liệu thì mình sẽ sử dụng hàm row, đóng ngoặc mở ngoặc. Thì cái hàm row này nó sẽ trả về cái giá trị của cái dòng hiện hành mà mình đang đặt thức. Ở đây là cái dòng số 2, còn chỗ chuột tôi đặt ngay số 2 đây. Sau đó thì mình sẽ trừ đi cái dòng mà có cái thanh tiêu đề này, thứ thứ tự nè, tên, solo, pharmacode, sẽ trừ đi 1. Thì Excel nó sẽ tự động đánh số thứ tự cho mình luôn. Đó, ra 1 thì mình sẽ copy công thức xuống. Rồi, nó cũng ra kết quả là tương tự. Cái cách này nó hay ở chỗ là nó cũng sẽ tự động, nó sẽ đánh số cho mình luôn. Mình khỏi cần phải đánh lại khi mà mình nhập dữ liệu. Ví dụ như mình kéo xuống tới 300 thì nó không có đánh số cho mình tại vì mình không có nhập dữ liệu. Rồi, chẳng hạn như mình nhập dữ liệu ở đây, ô cuối cùng, cái dòng cuối cùng nó là 58, dù mình nhập thêm số liệu ở đây, dùng Nguyễn Văn A, nhập Nguyễn Văn A thì nó sẽ tự động đánh số cho mình 59 luôn, mình khỏi phải đánh lại. Còn ví dụ như mình có một người nào đó mình xóa bỏ, dữ liệu mình xóa bỏ thì nó cũng sẽ tự động nó reset lại cái số thứ tự cho mình cho nó đúng. Rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo là mình sử dụng công thức CAUTA thì nó cũng sẽ có hiệu quả tương tự, nhưng mà cái cách viết nó hơi khác chút xíu. Thì ở đây thay vì mình sử dụng cái chữ rỗng thì mình sẽ đo cái chiều dài của cái ô B2 này, mình sử dụng hàm len. Đấy, mình đo cái chiều dài của cái ô này. Nếu mà dữ liệu ô này chiều dài là 0 số thứ tự, còn nếu mà nó khác không thì mình sẽ đếm, sử dụng hàm CAUTA, mình sẽ đếm từ ô B2 cho nó cố định cái ô này lại, mình sẽ đếm dài dài xuống, mình sẽ đếm từ từ xuống đây, ô B2 2 chấm, mình sẽ đếm tiếp tục tới mình đến tới ô B2 thì cái ô B2 ở đây mình sẽ cho giá trị là tương đối để nó có thể thay đổi khi mình kéo thức xuống. Thì là xong, mình
kém thức xuống thì nó cũng cho kết quả tương tự. Thì ở đây mình cũng có thể là đánh số tự động được, cũng giống như sử dụng hàm rho vừa rồi. Ở đây mình nhỏ vào là Nguyễn Văn B thì nó cũng sẽ tự động đánh số cho mình là 59. Rồi đây là những cái cách mà khá phổ biến hiện nay, có rất nhiều người biết, một số người không biết. Tiếp theo thì có một cách nữa mà cái dạng dữ liệu như thế này thì tôi nghĩ là sẽ khá hữu ích cho một số bạn làm văn phòng mà gặp cái kiểu dữ liệu như thế này. Ví dụ mình có những cái dữ liệu nó trùng nhau trên cùng một cột. Cái yêu cầu ở đây là mình phải đánh số làm sao mà những cái dữ liệu nó trùng nhau chỉ cùng một số thứ tự thôi. Ví dụ hàng số 3 và hàng số 4 là cùng dữ liệu nè, thì nó chỉ đánh số một dòng thôi là số 1. Rồi xuống tới dòng số 5 thì đánh số 2. Xuống tới dòng số 7 là đánh số 3. Đó, tại vì nó có dữ liệu khác. Tới vừa dòng số 9 thì đánh số 4 chẳng hạn gì. Thì những cái cách mà tôi vừa nói ở trên thì không thể nào áp dụng được. Mình phải có một cái cách khác để mình đánh dữ liệu tự động như thế này. Tại vì nếu mình gõ thủ công á thì rất là lâu, nếu mà cái dữ liệu nó khá lớn như thế này, tới gần 300, gần 400 dòng mà mình gõ tay gì thì rất là mất nhiều thời gian. Thì ở đây tôi chỉ cho các bạn một cách rất là đơn giản. Bước đầu tiên là mình sẽ chèn thêm một cột cạnh bên cái cột số thứ tự đây. Đấy. Rồi cột số thứ tự mình sẽ gõ công thức ô đầu tiên. Mình sẽ gõ ô đầu tiên là số 1. Đó, sau đó ô số 2 ở dưới mình sẽ gõ công thức như thế này. Mình đi so sánh cái dữ liệu bên cột tên từ ô C3. Mình đi so sánh dài xuống tới ô C4. Nếu mà hai cái dữ liệu này nó giống nhau, giống nhau thì mình sẽ đánh số thứ tự giống nhau, thì mình lấy cái dữ liệu của cái ô B3 đó. Còn nếu mà nó không giống nhau thì mình đánh số thứ tự tiếp theo, mình cộng thêm một đơn vị nữa thì mình lấy B3 mình cộng 1 đó. Vậy là mình sẽ có một cái cách đánh số thứ tự trùng nhau giữa các dữ liệu. Cái nào mà nó trùng nhau thì nó sẽ đánh số giống nhau nè các bạn thấy. Khi mà tôi chép công thức xuống thì nó sẽ đánh số giống nhau luôn. Thấy không? À, những cái chỗ này nó giống nhau thì nó sẽ đánh số giống nhau. Nhưng mà chúng ta không dừng lại ở đây, mà chúng ta để đạt được cái yêu cầu như ban đầu mình nói á, thì những cái số nào nó trùng nhau sẽ giữ lại chỉ một số thôi. Thì mình sẽ qua cái cột mà mình vừa thêm vào hồi nãy đó. Mình gõ số 1 đầu tiên, sau đó mình sẽ đi sử dụng công thức if. Nếu mà cái ô B3 này mà nó đi so sánh với cái ô B4 nó bằng nhau á thì mình không điền cái gì vô hết. Còn mà nếu nó khác nếu nó khác thì mình sẽ điền vào cái ô A4 này là cái ô B4. Đấy, thì nó sẽ ra cái kết quả mình mong đợi, đúng không ạ? Đấy, thì những cái chỗ nào mà nó trùng dữ liệu với nhau thì nó sẽ giữ lại một số thứ tự thôi. Đấy, thì với cái cách này thì mình có thể mình điền công thức xuống hết dữ liệu luôn, cho dù cái bảng dữ liệu mình nó dài được cỡ nào thì nó cũng sẽ hỗ trợ mình đánh số rất là hay, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi cái bước cuối cùng đó là mình sẽ đi đâu, mình sẽ đi giấu cái cột này đi. Mình sửa lại cột này là số thứ tự, mình sẽ có kết quả mong đợi, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Rồi cái trường hợp nữa là nếu như mà mình gõ dữ liệu vào thì nó có tự động đánh số cho mình hay không. Đây mình mở cái công thức hồi nãy ra, mình kéo xuống. Đấy, Nguyễn Văn A hay là Nguyễn Văn B chẳng hạn. Rồi Nguyễn Văn B tiếp tục Bình đi. Đó. Rồi Nguyễn Văn 6.
Sáu, Nguyễn Văn Sáu, thì nó cũng sẽ tự động đánh số cho mình luôn nếu mà mình kéo dài xuống phía dưới. Ok, như vậy là video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng Excel một cách nữa để đánh số thứ tự ngoài những cái cách thông dụng mà mình hay sử dụng. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.